Essay 3. Tiểu luận 3. My father. Cha tôi. I am Stephen Wang. Tôi là Stephen Wang. I live with my parents and two brothers Jack and Peter. Tôi sống với bố mẹ và hai anh trai Jack và Peter. My father is called Tom Wang. Cha tôi tên là Tom Wang. He is 40 years old. Anh ấy 40 tuổi. He is quite a big man and he is very strong. Anh ấy là một người đàn ông khá to lớn và rất mạnh mẽ. He is now rather bald and is embarrassed about that. Bây giờ anh ấy khá hói và rất xấu hổ về điều đó. He was very proud of his thick black hair. Anh rất tự hào về mái tóc đen dày của mình. He is a builder. Anh ấy là một người xây dựng. He used to work for a large local firm, but now he owns his own business. Anh ấy từng làm việc cho một công ty lớn ở địa phương nhưng hiện tại anh ấy đã sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình. Just now, he and his workers are building a new house in our street. Vừa rồi, anh ấy và các công nhân của mình đang xây dựng một ngôi nhà mới trên phố của chúng tôi. He spends a lot of time on the building site. Anh ấy dành nhiều thời gian trên công trường xây dựng. My father likes to play golf. Bố tôi thích chơi golf. He plays at the local golf course with his friend Sam. Anh ấy chơi ở sân golf địa phương với người bạn Sam. He has just bought a new set of golf clubs. Anh ấy vừa mua một bộ gậy golf mới. He also likes to cook. Anh ấy cũng thích nấu ăn. He cooks the family meals at weekends. Anh ấy nấu bữa ăn gia đình vào cuối tuần. Mom gets a rest. Mẹ được nghỉ ngơi. He is a very good father. Anh ấy là một người cha rất tốt. We all love him very much. Tất cả chúng tôi đều yêu mến anh ấy rất nhiều.